trên thế giới có nhiều hòn đảo rất lớn, và một số hòn đảo là các quốc gia. Về phương diện kỹ thuật, Úc là một hòn đảo vì nó không liên kết với bất kỳ vùng đất nào khác, nhưng Úc thường được coi là một vùng đất lục địa. Trong số 7 lục địa, Úc là châu lục nhỏ nhất, với 2.969.976 dặm vuông, hay 7.692.202 km vuông. Tuy nhiên, nếu được coi là một hòn đảo, Úc là hòn đảo lớn nhất trên thế giới. Nếu không tính Úc thì Greenland với diện tích 836.330 dặm vuông, 2.166.086 km vuông, là hòn đảo lớn nhất thế giới. Greenland có diện tích gấp 3 lần Texas ở Mỹ. Greenland là một phần của Đan Mạch. Người dân của đảo chủ yếu là người Inuit. Green là đảo có chiều dài 2.650 km và rộng khoảng 1.000 km. Greenland có biên giới phía nam là Đại Tây Dương, phía bắc là biển Lincoln và biển Oandel, cả hai biển này đều nằm trong Bắc Băng Dương. Phía tây là eo biển David và Vịnh Baffin, phía tây bắc là eo biển Smith và eo biển Nares, phía đông là biển Greenland và eo biển Đan Mạch, cách Iceland 240 km, tổng diện tích Greenland là 2.166.086 km, 836.109 dặm vuông, trong đó phiến băng Greenland bao phủ 1.755.637 km, 677.676 dặm vuông, 81%, chỉ có 410.449 km diện tích là không có băng bao phủ, 19%. Điểm cao nhất là núi Gunbern ở phía đông, cao 3.693 mét. Đường bờ biển Greenland dài 44.087 km, khoảng bằng chiều dài chu vi xích đạo trái đất. Toàn bộ thị trấn và khu định cư ở Greenland nằm dọc theo bờ biển không bị băng bao phủ, dân số tập trung ở bờ biển phía tây. Vùng phía đông bắc Greenland, gồm các khu vực Bắc Greenland và Đông Greenland, không phải là một phần của bất cứ khu vực tự trị nào. Đây là nơi có vườn quốc gia lớn nhất thế giới. Vườn quốc gia Đông Bắc Greenland.